Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán của Minh Chỉ. Và cái video này em sẽ nhận định thị trường cho tuần sau. Cái tin tức tuần vừa rồi mà chúng ta thấy đánh giá tương đối quan trọng đối với thị trường là tin tức về gì ạ? Về cái việc mà SPV ở đây là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra quyết định hạ lãi suất một số những cái khung lãi suất điều hành ở đây nhé. Người để ý này, lãi suất cho vay ngắn hạn này, rồi lãi suất chiết khấu và một số loại lãi suất gọi là lãi suất hành lang, đúng không? Nó gọi là lãi suất về mặt định hướng thôi nhé. Ở đây thì trợ lý bên em có gửi những cái ảnh của Cà Phà Tím. Cà Phà Tím thì là cái ông bình luận viên tên là Hoàng ở trên VTV ấy, thì ông ấy hay đưa tin về chứng khoán đấy. Thì đây là những cái lãi suất về mặt chung là lãi suất điều hành, đúng không? Ở đây thì câu chuyện đây chúng ta có thể hiểu là hạ lãi suất thì chứng khoán tăng, đúng không? Nhưng mà thực ra là hạ lãi suất cái kiểu này nó có ngon không ấy? Thì ở trong phần này video em sẽ phân tích, và đi kèm với đó thì ở thị trường quốc tế chúng ta cũng đón nhận tin tức về lạm phát của Mỹ nó tương đối tích cực khi mà từ 4,9 về 4% ở trong tháng 6 à tháng 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 5, đúng không ạ? Và tháng 6 Fed cũng không ra tăng thêm ra ra thêm một cái quyết định tăng lãi suất nào, đúng không? Và không và nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất ở trong tháng 7 đấy, tăng thêm lãi suất 2 lần nữa ở trong tháng 7 và tháng nào đấy thì em chưa cập nhật được đấy. Đấy là những cái tin tức quan trọng nhất đối với thị trường. Thì thực ra ấy, cái theo cái suy nghĩ của em ấy, cái việc mà gì ạ, việc hạ lãi suất này nó trong nhiều bối cảnh nó sẽ là ngon, trong nhiều bối cảnh nó là không ngon. Thì ở những cái lần hạ lãi suất lần đầu ấy là cái thông tin về rất là tích cực đối với nền kinh tế, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì nó cho thấy là gì ạ? Cho thấy là tỷ giá đã có cái dấu hiệu hạ nhiệt và chúng ta không cần phải duy trì một cái hành lang lãi suất cao nữa. Thì ở đây ấy, cái việc mà tỷ giá hạ nhiệt nó tác động như nào thì rất là nhiều video em đã giải thích rồi, đúng không? Thì mọi người có thể hỏi lại em hoặc là có thể xem lại cái video đấy giúp em, đúng không? Cái việc này nó giải thích nó tương đối là dễ, tương đối là dài và khó hiểu. Đó. Nhưng cái lần này em đánh giá nó không còn ngon nữa. Bởi vì sao? Nó cho thấy rằng là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam họ đang rất là muốn giải ngân ở trên cái thị trường gọi là thị trường một, là thị trường ngân hàng thương mại với thị trường và với cả nhà với cả cả người dân, đúng không? Bởi vì ấy, cái con số mà tăng trưởng tín dụng ở trong nửa đầu năm đạt 4% so với năm ngoái, cái con số mà tăng trưởng nó thấp chưa từng thấy, đúng không? Cho thấy là nhu cầu vay gì ạ, cho nhu cầu vay của nền kinh tế nó không được thơm lắm, nó không, không không được tốt lắm đó. Cho nên là cái việc hạ lãi suất này là theo em là kiểu như các bộ ngành họ đang ép nhau và gì ạ, và đang thể hiện một cái sự gọi là tương đối là bất lực khi mà cái nhu cầu tín dụng của nền kinh tế nó đang rất là thấp, đúng không? Đấy. Khi mà hạ lãi suất ở xuống cái mức có thấp như vậy và gì ạ, và cái lãi suất của đồng USD nó cao như vậy thì nó sẽ dẫn tới một cái câu chuyện tương tự của năm ngoái, đúng không? Nó dẫn tới tỷ giá tăng bởi vì những cái tính gì ạ, tính gọi là cái điểm hoán đổi lãi suất của hai đồng tiền nó bắt đầu nó giãn ra, đúng không? Và hiện tại đồng tiền chúng ta đang âm khá là mạnh, đúng không? Nó thúc đẩy cái nhu cầu về đầu cơ và USD, và có thể là cái câu chuyện tỷ giá nó sẽ gì ạ, trở lại trong nửa cuối năm của hai năm 2023 nếu mà cứ tiếp tục để cái mức lãi suất nó xuống thấp như này đó, để gây một cái hiệu ứng tâm lý giải ngân ở thị trường một thì khả năng nó lại không thơm so với những cái lần trước đâu đấy. Đó là cái tư duy của em. Không biết mọi người thế nào, mọi người chia sẻ với em nhé. Đó thì để phân tích về thị trường chứng khoán thì nó sẽ là một cái câu chuyện riêng khi mà chúng ta có thể thấy là cái thị trường chứng khoán nó cũng phản ứng với cái tin hạ lãi suất nó rất là gì ạ, rất là tích cực đó, nhưng mà nó lại không duy trì được cái đà tích cực như thế. Thì trong cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu ấy, mọi người thấy là thị trường buổi sáng nó tăng rất điên rồ, nó tăng khoảng 10 điểm và thị trường đã đến gì ạ, chạm đến cái mức là, xin lỗi mọi người nhé, nay mưa hơi to, mọi người chắc là nó nghe xào xào một chút thì không sao đâu đó. Mọi người thấy là nó chạm đến cái mức cái vùng 1030, đúng không? Và cái trưa cái ngày hôm thứ sáu ấy bắt đầu ra tin về hạ lãi suất điều hành đó, thì đó em nghĩ là một cái động lực của thị trường. Tuy nhiên thì đến cuối phiên thị trường bị quay đầu bán đỏ và rất là nhiều cái mã nó tạo đỉnh, đúng không, kèm với một cái gì ạ, kèm với một cái thanh khoản nó lớn như này, thì theo em ấy chắc chắn đây là một cái phiên phân phối của thị trường đó. Để mà thị trường nó tăng tiếp ấy, thì em nghĩ là cũng có thể là có, nhưng mà cái tín hiệu rủi ro nó cũng có rồi, đúng không? Cho nên là cái động lực tăng nó không còn mạnh nữa, đúng không? Không phải là em đã bán hết hàng mà em có cái tư duy góc nhìn nó xấu với thị trường, nhưng mà mọi người có thể để ý ấy. Bắt đầu từ cái phiên có cái phiên như này này với cái thanh khoản là 23.000 tỷ, đúng không?
một cái phiên gọi gần như một cái phiên phân phối đúng không? Đó thì cả cái đợt tăng này hầu hết là những cái cổ phiếu vốn hóa lớn nó kéo, và những cái cổ phiếu mà mọi người hay chơi như ở Đích, như ở Shell, như EDG, như APS đâu có tăng nữa đâu, và cái cơ hội dành cho mọi người nó không còn nhiều ở thị trường đúng không? Nên mọi người nhìn qua này, Đích này đó, bắt đầu từ cái phiên ngoài của cái phiên phối như thế là Đích gần như là nó cái động lực tăng giá của Đích nó gần như là không có, và bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu gì ạ, tín hiệu mà đuối cực cầu ở giá cao ở đây đúng không, là liên tục có hình thành những cái dòng nến tương đối là dài này. Có thể đây là vùng tích lũy của Đích, nhưng mà có thể là gì ạ, cái vùng này nó tích lũy xong mà nó lại giảm tiếp thì sao đấy, cho nên cơ hội đầu tư nó em đang thấy nó tương đối là khó khăn. Thì hiện tại cái điểm mua nó không có, vì Đích nó cần như là chững giá, hay là kể những con cổ phiếu mà như là EDG đấy, con mà rất là nhạy về lãi suất, nó cũng đang gì ạ, đang trong một cái mô hình điều chỉnh đúng không? Trong phiên hôm thứ sáu EZ nó cũng bật tăng lên một mức giá trần và bán ngược trở lại đúng không? Đó, bán ngược trở lại như này nó sẽ tương đối là gì ạ? Tương đối xấu. Ok, những cổ phiếu mạnh nhất thị trường như là VN-Direct, VN-Direct thì trong cái phiên hôm thứ sáu thậm chí VN-Direct đã được kéo gần trần. Tuy nhiên về cuối phiên hình thành một cây nến nó tương đối là đáng sợ như này. Đó thì cái sentiment, cái cảm xúc của nhà đầu tư nó sẽ không còn duy trì ở những trong những đoạn trước nữa đâu đúng không? Thế mọi người thấy là ok, những cái cây nến này như này thì mọi người mua, mọi người rất là mạnh tay, rất là gì ạ, rất là phóng khoáng trong câu chuyện mà đầu tư cổ phiếu nó đi lên mạnh như này. Nhưng mà nó xuất hiện một cái gì ạ? Xuất hiện một cái cây nến nó như thế này rồi, thì mọi người liệu mọi người có còn gì ạ, có còn có sự dũng cảm, có cái gì ạ, cái tính FOMO ở trong cái thời gian tới nữa không? Thì như em ấy, em không bao giờ FOMO những cái cổ phiếu như này nữa cả đúng không? Một là em chỉ đợi điều chỉnh em mua thôi, chứ em không thể nào em đi đu những con này. Nếu mà trong phiên hôm thứ hai nó lại kéo kéo lên đây, ví dụ nó kéo lên 19.5 đi, tăng 3%, thì em nghĩ là em sẽ, nếu em có hàng em sẽ canh bán, chứ em không để em canh mua khi mà nó xuất hiện cây nến như này cả. Nó cụt đầu với một cái vô này đấy, 60-70 triệu cổ phiếu đúng không? Đó, đó là cái view, cái góc nhìn thị trường của em đấy. Trong tuần vừa rồi ấy, nói thật với mọi người là em gần như là em cũng chả mua chả bán gì cả, em chỉ cầm những cổ phiếu gọi cổ phiếu nhóm bách đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái tính chất của con này, mấy con này nó tương đối an toàn với cái mẫu hình của nó. Người nhìn này nó cũng có gì xấu đâu đúng không? Nó mới có sóng một tăng, nó vẫn đang tích lũy đúng không? Đó, mọi người nhìn ra Đích, Shell toàn những cổ phiếu gọi là diện 2 đến 3 đỉnh ở trên RSI và phân kỳ lòi ra rồi đúng không? Nên cái động lực tăng giá của nó sẽ tương đối khó khăn, và cái mức lãi của nó không có nhiều đấy. Thì gần như là trong tuần vừa rồi đúng không, mọi người thấy là cái cơ hội đầu tư những cổ phiếu này gần như là không có rồi đúng không? Đấy, nó chỉ câu chuyện nó chỉ diễn ra ở vài một vài cổ phiếu riêng lẻ, như là gì nhóm thịt lợn thôi đấy. Nhóm thịt lợn đây mọi người có thể mua con này không, rất là khó đó, bởi vì là cái ngành như này ấy, thì rất là ít nhà đầu tư chú ý tới, và cái vốn hóa của con này nó cũng không không quá là lớn đấy. TBC đúng không, thì mọi người cũng, em nghĩ là mọi người cũng không mua ở đâu, bởi vì nó cũng bật một cây trong, bắt đầu có một cây đỏ như này thì cơ hội đầu tư chúng ta là chưa có đó. Còn những cái cổ phiếu mà nó mang tính chất phổ thông hơn, tính chất gì ạ, tính chất mà thị trường hơn, như là bất động sản, chứng khoán, thì bất động sản thì bốn cái cổ phiếu em nhắc tới như là Shell này đấy, hay là gì ạ, Đích này, hay là EDG, thì đều là cái cơ hội đầu tư nó không có ở trong gần như là 2 tuần vừa rồi, không có điểm mua, có nghĩa là không, có nghĩa là nó không có một động lực tăng giá nữa đúng không? Đấy thì nó đã có tín hiệu gọi là chững lại của toàn bộ thị trường đó. Ok, nó sao cái danh mục của em nó đâu hết rồi nhỉ? Ok, tôi dùng của file nhé. Thực ra em đang nói cái video này, không phải em bán hết rồi, em có cái một cái gọi là cái quan điểm cá nhân đâu, nhưng mà em đang thấy thị trường nó, cái điểm mua thị trường nó tương đối là khó cho mọi người ấy, nó thật là rất là khó đúng không? Và cái ngành để mọi người mua nó cũng tương đối là khó luôn. Đó, nhóm thép này, nhóm thép thì có vẻ là nó khỏe hơn thị trường một chút đúng không? Đó, cũng bắt đầu năm kim cũng bắt đầu có một cái sóng tăng, và đây cũng đang trong quá trình tích lũy thôi đó. Nhưng mà về cái thông tin của nhóm thép này em cũng chưa hiểu cái động lực của bọn này nó tăng do đâu, có thể là tăng do những cái kỳ vọng về đầu tư công và những cái số liệu gần nhất cập nhật về cái sản lượng tiêu thụ thép trong nước đang tăng đúng không? Đó nên là động lực của bọn này có thể khỏe hơn một chút đối với thị trường chung, nên là cái cơ hội đầu tư nó phải sẽ có trong những cổ phiếu như là Nam Kim, như là Hoa Sen đấy. Nếu mà mọi người chất định những cổ phiếu này thì em có thể thấy là mua được, nên là mua được, nhưng mà mua ở với cái mục đích là chất định T3 đúng không? Chất định gọi là ngắn hạn đấy. Thì cổ phiếu hiện tại Nam Kim đang có những cái cây nến mà mẫu hình gọi là test vùng đỉnh này, nó tương đối đẹp đấy chứ đúng không? Có một cây nến vượt đỉnh này, cái vô nó cũng gọi là tiền vào đúng không? Nhưng mà cái mức điều chỉnh khi mà nó test đỉnh nó không quá là lớn, và hiện tại mọi người thấy không, đang trong một quá trình kiểm định vùng đỉnh cũ, và cổ phiếu Nam Kim vẫn đang gì ạ,
đang có cái sự gì neo giá ở trên cái vùng đỉnh như này, thì cái điểm mua của chúng ta nó sẽ loanh quanh từ vùng 16.5 đến 16.8 đối với cổ phiếu Nam Kim và tương tự với cổ phiếu khác đó, bởi vì bọn này đánh gần như nó cũng chung mô hình. Thì mọi người nên tập trung vào Nam Kim, Nam Kim cái khỏe hơn Hoa Sen đấy. Hoa Sen thì gọi là đánh mất cái cây vượt đỉnh này rồi, à, sang Hòa Phát đấy mà. Đó, Hòa Phát thì trông cũng vẻ ngon hơn. Đó. Hòa Phát thì khả năng cũng đang tích lũy cái nền ở trên cái vùng vùng nền giá là 23.000 đúng không? Thì cái điểm mua của người em nghĩ là mua 20% ở vùng 23. Đó. Rồi nếu mà cổ phiếu tăng tiếp chúng ta mua thêm, còn nếu mà nó vi phạm stop loss thì sẽ cắt lỗ luôn chứ không không trung bình giá đối với những cổ phiếu như này. Đấy là cái phương pháp đầu tư đối với cái thị trường nó tương đối rủi ro hiện tại. Đây thì nói thật là mọi người em tư vấn vài phiên mà em chả mua bán gì cả, chẳng qua em cũng cập nhật lại cho mọi người thôi, chứ còn điểm mua thị trường em thấy không có, cái ngành của nó cũng kiểu nó câu chuyện đầu tư nó tương đối mù mờ đúng không, như ở nhóm PVF như ở PVD lúc mà cổ phiếu tăng thì nó lại bơm ra những cái tin là cổ phiếu này sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ dự án lô mô dự án lô mô đấy lô dự án lô B đấy lô B đúng không, nhận được 200 triệu đô từ năm 2025 đến 2027. Thế theo mọi người câu chuyện nó có rõ ràng không đúng không, bơm một cái tin như thế ra thì có thể là ok tác động đến gọi là kỳ vọng ngắn hạn, kỳ vọng ngắn hạn đây gọi là siêu ngắn hạn trong vòng 2 ngày đấy, chứ còn để về dài hạn thì bao nhiêu cái trường hợp có thể diễn ra như kiểu nó cũng cái bị bắt xong rồi không thực hiện cái hợp đồng ấy nữa thì em mà biết được đúng không, thì để đếm cua như vậy ấy, nó rất là xa đấy, thì mọi người không thể lấy cái đấy gọi là kỳ đầu tư để mọi người mua cổ phiếu được đó. Thì cái mindset của em nó như thế nên là em không có mua những cái cổ phiếu dầu khí khi mà cái khi PVS nó rất là đẹp, đây mọi người nhìn này PVS cây này cực kỳ là đẹp luôn đó, cây này đây đúng không, cả thể này em cũng không thể là em mua cổ phiếu như này được đó, như PVD các bạn, PVD thì yếu hơn là rõ ràng rồi đúng không, PVD đang hình thành vài cái đỉnh ở trên RSI như vậy, vài cái đỉnh ở trên 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 đồ thị và cái RSI của PVD bắt đầu có dấu hiệu ở phân kỳ đó. Ok, quay lại cái câu chuyện của VN Index một chút nhé. Cái dấu hiệu vừa rồi em nhận định chắc là rằng đối với mọi người là xấu. Vì sao? Đầu và thanh khoản lớn. Và mọi người thấy không? Đây là đỉnh 1 và đây là đỉnh 2, đúng không? Đây gọi là hai cái đỉnh ngắn hạn ấy. Thì rất dễ. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, mọi người nhìn này, đúng không? Đúng hai cái đỉnh chưa? Lần nào phân phối của mỗi index cũng là hai đỉnh hết. Cho nên là mọi người cũng cẩn thận một chút. Chờ này, cho em có thể là thị trường nó có thể là tăng tiếp nhưng mà nó điều chỉnh về 150 là tăng tiếp thì sao, mỗi người lỗ khoảng 15-20% không chịu được cắt xong rồi nó mới tăng thì sao đúng không, cho nên là hiện tại thì em sẽ ưu tiên là hạ bớt danh mục tỷ trọng, hạ bớt cái tỷ trọng danh mục khi mà xuất hiện cái cổ phiếu cái cây nến của hôm thứ sáu vừa rồi. Thực ra thì em hạ từ đầu tuần rồi cơ, thực ra chẳng hề mọi người thị trường tăng như này em nhưng mà em có bắt hàng đâu đúng không, em những cổ phiếu em hạ như ở gách đấy, em đâu có mất hàng đâu đấy, em hạ từ cây này luôn, em hạ thậm chí em hạ trên đỉnh luôn thì mất hàng làm sao được đúng không, hay là cổ phiếu VGS đó hạ từ cây này thì mất hàng làm sao được đấy, chẳng qua thị trường nó vẫn còn tăng tiếp khi mà em hạ, nhưng mà vấn đề là tăng do gì, tăng là tăng do cổ phiếu trụ đấy, em trước em có làm cái video là thị trường vượt đỉnh nhưng mà liệu có đăng không, chẳng lẽ lại làm cái video nó vớ vẩn như thế, nhưng không, nó có cái nhận định của em trên đấy, cái kinh nghiệm mà em đầu tư hôm đấy, bởi vì là thấy thị trường nó tăng tiếp nhưng mà vấn đề là cơ hội đầu tư nó không có thì tăng làm gì đâu đúng không, tăng ở những cổ phiếu kiểu Vietcombank thì đấy có mấy ai chơi đâu, Vietcombank 105 rồi em bán Vietcombank ở 101 mất 4 giá rồi ok đấy, Vietcombank những cổ phiếu nó tương đối là ngon ở trong thời hiện tại. Tư vấn của em khá là lâu rồi nên tập trung vào những cổ phiếu gọi là large cap, super large cap, có nghĩa là cổ phiếu vốn hóa siêu lớn như kiểu Vietcombank, như kiểu Masan đấy, nên chơi có thể chơi những con như thế trong cái thời điểm mà thị trường nó ít cơ hội đầu tư và cái form của thị trường có thể tăng tiếp, thì nó thường nó sẽ cổ phiếu kéo những cổ phiếu bank, cổ phiếu trụ để cho nó đẹp đủ thị đấy, thì đó là cái quan điểm của em. Còn đấy thị trường em nghĩ là nên mọi người nên hạ trọng nhá. Cái về cái chiều mua mới thì thực ra bây giờ chúng ta có thể thấy quá sớm để có thể nhận định được là đích về bao nhiêu, mua đích đáy ở bao nhiêu, rồi sell đáy ở bao nhiêu, kiểu ông là nói như thế thị trường em nghĩ là nó bừa, chả bao giờ nói được đâu, trừ khi ấy, em nếu mà mọi người em hỏi em như thế thì em nghĩ là cái việc chúng ta không phải đoán, mọi người cứ thấy nó bắt đầu nó điều chỉnh đúng không, sau bắt đầu nó có tín hiệu như tạo đáy này, nó tạo cây nến gọi đáy như này đấy, cây nến gọi là
reversal agents, ngược cái này thì mọi người mua đúng không? Có thể một cây sàn này đấy, mọi người ở đây mọi người chưa mua được thì bắt đầu nó tăng những cái nến này, mọi người hoàn toàn mọi người có thể đu vào chân. Hiểu thật, hoàn toàn mọi người có thể đu vào chân, nó tạo ra cái mẫu hình nến như thế này thì hoàn toàn có thể đu vào chân. Đấy, ví dụ như thế này nhé, đây mọi người mua một cây nến ở đây và nó đóng sàn đây đúng không, và bắt đầu có dấu hiệu kéo lên này, bắt đầu nó kéo lên khoảng 3-3% đấy, thì mọi người mua ở đây, hàng về mọi người lỗ một chút không vấn đề gì cả, khi mà mọi người mua 2% mọi người sẽ cầm tiếp và mọi người vẫn có lãi đúng không. Đấy, khi bao giờ nó hình thành những cái mẫu hình nến gọi là nến đảo chiều mạnh như vậy thì mọi người hãy mua, bởi vì lúc đấy là nó cỡ confirm cho là dòng tiền bắt đầu vào đỡ. Mọi người phải hiểu ấy, chúng ta không thể hoạt động theo cái nguyên lý của ông Warren Buffett nói là gì ạ, khi mà mọi người tham lam chúng tôi sợ hãi, à khi mà mọi người tham lam thì tôi sợ hãi, còn khi mà mọi người sợ hãi tôi tham lam. Bởi vì ông ý là tiền ông nhà đầu tư rất là lớn và ông hoàn toàn ông có thể trung bình giá để chết cũng được, nhưng mà vấn đề là mình là nhà đầu tư cá nhân mình không có tiền để mình làm cái việc như thế, cho nên là mình phải tìm ra cái tiếng nói chung của thị trường và đi theo cái dòng tiền của thị trường đó. Thì đó là cái khác biệt giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức là như vậy đó, em có hỏi là như vậy thôi đấy. Cho nên mọi người cứ tìm tín hiệu chung, cái tín hiệu hồi phục thì mình mua theo, tín hiệu bán thì mọi người không thơm là mọi người té thế thôi, mình đừng cãi thị trường là mình cãi thị trường luôn đúng đấy. Cho nên là mọi người nên trong tuần sau thì mọi người nên canh hạ chứ nhá, cái quan điểm của em là hạ cổ phiếu bất động sản đầu, là cổ phiếu đầu tiên đúng không. Thép thì mọi người có thể là giữ tiếp được đúng không, có thể là thép vẫn có thể kéo tiếp, còn những cổ phiếu ví dụ như là gì ạ, chứng khoán thì VN-Direct, với cái nền như này thì theo em là VN-Direct có thể là tăng 1 đến 2% ở trong cái sắp tới, thì cũng nhưng mà cũng là cái điểm để bán cho mọi người đúng không. Nãy em vừa nói là gì ạ, khi mà hình thành cái nền như này cái cảm xúc của nhà tư cá nhân sẽ không còn mạnh nữa, dòng tiền sẽ không còn mạnh nữa đâu, chắn luôn đó. Và chưa kể những cái phiên hàng về, những cái phiên mà đu gà chân thế này thì chưa biết được là nó bán đến cỡ nào đó. Tiếp theo là cái việc gì ạ, như một phải chứng khoán đúng không, HCM mà đó cũng hình thành cái nền như vậy đấy. Thì nhóm chứng khoán thì theo em là mọi người có thể thể canh nó cao cao một chút mọi người bán cũng được, nhưng mà nhóm bất động sản thì mọi người nên canh để hạ hạ luôn ở trong cái giá hiện tại cũng được đó. Đó là cái view thị trường của em. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe video, nếu mọi người muốn vào room khách hàng thì mọi người có thể liên hệ cái số điện thoại ở dưới phần mô tả. Thì thôi mọi người, là trong 2 tuần nay em không mua gì cả, khách hàng của em thì hầu hết là cũng đã gì ạ, cầm khoảng ít nhất là 50% tỷ trọng tiền mặt, và cái tài khoản mà em nhận để em, đó là anh ấy có việc bận anh ấy cầm, anh ấy không mua bán được thì em cầm, và hiện tại cũng đã gửi khoảng 8 tỷ vào và gì ạ, gửi tiết kiệm rồi đúng không, gửi tiết kiệm và gửi ISAP rồi đó, đó. Ok, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video nhé.